giờ ai giết Sơn đây? Anh đi ra đây bì cho nó chứ, đây dạ đâu đây bì cho nó. Quýnh anh Tứ ngồi lắc đầu. Má này sai. Bung. Sao má cứ ba hoài vậy? Hồi nãy giờ có trúng được nào đâu? Ở giờ lỗ rồi hả? Cứ ba hoài vậy. Quá đẹp nha rồi, sẵn vô xe. Biểu diễn giả biểu diễn ngon rồi lắm, nó giỡn quá đủ quá hay gì quá lâu biểu diễn cái để cái sườn xem chết mẹ luôn trời quá trời đi ra đi biểu diễn cứ dở mà còn đặt biểu diễn. Uống cái trong đụng má ra ngoài xuống dưới đồ điên giàu luôn. Trời ơi.
lâu lắm. Lấy 100.000 chứ được bỏ túi lâu lắm. Trời ơi, luôn rồi.